Trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ bài 6 đến bài 10 trong con test 1, đấy chính là làm quen với HackerRank nhé. Mình sẽ sang bài 6 này. Bài 6 này nó yêu cầu các bạn là cho một số thực x, sau đó là nhiệm vụ của bạn là sử dụng 3 cái hàm là hàm siêu, hàm floor và hàm round. Hôm trước mình đã hướng dẫn ở trong cái bài mà các hàm toán học phổ biến rồi đấy. Để các bạn tìm cái số nguyên nhỏ nhất gần x, số nguyên nhỏ hơn gần x nhất thì các bạn dùng hàm floor này. Số nguyên lớn hơn gần x nhất thì mình dùng hàm siêu này, ok. Thế còn số nguyên gần x nhất, tức là nó sẽ phụ thuộc vào cái phần thập phân ấy, thì các bạn sử dụng hàm round. Thế thôi. Ở đây thì nó bắt các bạn in ra lần lượt 3 số đó. Số thứ nhất là sử dụng hàm floor, số thứ hai sử dụng hàm siêu và hàm thứ ba, số thứ ba thì sử dụng hàm round. Thế thì các bạn chỉ cần nhập vào số thực ấy thôi, đúng không? Mình sẽ cho nó bằng, ở đây các bạn import cái math vào nhé, from math import sao, ok. Sau đó các bạn dùng cho mình một cái biến n bằng float của input. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng, đầu tiên các bạn sẽ in ra cho mình là gì, cái hàm floor của n, ok. Thứ hai thì các bạn in ra cho mình cái hàm siêu của n. Một thằng thì làm tròn lên, một thằng thì làm tròn xuống, đúng không? Và thằng thứ ba thì nó làm tròn dựa theo cái phần thập phân, thì các bạn sử dụng round. Đó, thì ở đây mình sẽ dùng là 3.59 này. Đó, thì nó sẽ ra là 344, ok. Các bạn lấy và submit. Bài này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ cho mình 3 cái hàm này nhé. Tiếp theo đấy là bài số 7 này. Ok, accepted, được chưa nhỉ? Bài số 7. Cho số nguyên dương n, nhiệm vụ của bạn là chia lấy dư, sử dụng phép chia lấy dư, phép phần trăm đấy, để lấy ra chữ số cuối cùng và hai chữ số cuối cùng của n. Thì cho bạn nào chưa biết nhé, ví dụ như các bạn có cái số 1234 ấy, mà các bạn muốn lấy ra cái số 4 là chữ số hàng đơn vị này, các bạn chia dư cho 10 thì nó sẽ ra 4, đúng không? Bởi vì 1234 chia cho 10 thì bằng 123 dư 4 mà. Còn nếu mà các bạn muốn lấy ra hai chữ số cuối cùng ấy, thì các bạn lấy 1234 các bạn chia dư cho 100. Đó, thì nó sẽ ra 34. Còn nếu mà các bạn muốn lấy ba số là cuối cùng là 234 thì các bạn lại lấy 1234 các bạn chia dư cho 1000, cứ như thế, ok. Đó. Thế thì trong bài này nó yêu cầu các bạn là input cho một số nguyên dương n duy nhất, sau đó yêu cầu các bạn là dòng thứ nhất thì in ra chữ số cuối cùng và dòng thứ hai thì in ra hai chữ số cuối cùng. Nếu hai chữ số cuối cùng của n có số 0 ở đầu thì bạn sẽ bỏ số 0 đấy đi và chỉ in số cuối cùng. Ví dụ như cái số 1005 này này, các bạn chia dư cho 10 thì nó bằng 5 rồi. Nhưng mà các bạn chia dư cho 100 thì nó sẽ ra là 05, đúng không? Thì cái phép chia dư nó cũng chỉ lấy số 5 thôi. Đó. Thế thì các bạn làm như này. Mình sẽ nhập n là int của input nhé. Sau đó các bạn chỉ cần in ra cho mình là n%10 này, nó chính là chữ số hàng đơn vị, và các bạn in ra n%100 nó chính là hai chữ số hàng đơn vị và hàng chục. Ví dụ như mình là 1234 này. Đó. Ok, thì nó chữ số hàng đơn vị là 14 và chữ số hàng đơn vị và hàng chục là 34. Các bạn lấy và submit. Mình sẽ sang cái bài số 8, đấy là phép chia nhé. Ở đây thì mình trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng Java, khi bạn sử dụng hai số nguyên để chia cho nhau thì kết quả của phép chia đó chỉ giữ lại phần nguyên cho dù bạn có thực hiện kết quả ở số float hay double. Nhìn chung là cái này nó không còn đúng cho cái ngôn ngữ lập trình Python nữa các bạn nhé. Ok. Nhìn chung là nó sẽ cho các bạn này, input là cái này như kiểu là cái con test này mình vừa đưa đầu bài với lại mình vừa nhắc lại kiến thức thôi. Input này, một dòng duy nhất chứa hai số nguyên là B và E nhé, hai số nguyên B và E chứ không phải là A và B, tức là họ cho nhập B trước rồi mới đến E, nằm trong khoảng từ 1 đến 1000 này, và yêu cầu các bạn dòng 1 in ra thương của E chia cho B khi sử dụng phép chia nguyên, và dòng thứ hai in ra thương của E và B khi mà sử dụng phép chia lấy thập phân, phần thập phân với độ chính xác hai số đằng sau dấu phẩy. Thì các bạn biết rồi, nếu mà trong Python á, các bạn lấy E mà các bạn chia cho B như thế này thì đây là phép chia lấy phần thập phân, đúng không? Thế còn nếu mà các bạn lấy E các bạn chia B cho như thế này thì đây là phép chia lấy phần nguyên. Thì bài này nó yêu cầu các bạn sử dụng hai cái đó. Chú ý đây là B nhé và đây là A nhé. Thế thì các bạn sẽ nhập như sau. B này, A này bằng map int input.split. Thì đầu tiên ấy, kết quả của phép chia nguyên thì các bạn chỉ cần lấy A các bạn chia nguyên cho B như thế này thôi, là nó sẽ lấy phần nguyên này. Được chưa? Đó. Cái dòng đầu tiên là nó yêu cầu mình lấy chia nguyên, còn dòng thứ hai nó yêu cầu mình lấy thương của A chia cho B nhưng mà sử dụng và in ra với cái độ chính xác là hai số sau dấu phẩy. Thì các bạn sẽ in ra cho mình đấy là gì nhỉ? Các bạn in ra A chia cho B. Đó, A chia cho B. Ở đây các bạn muốn phần trăm chấm 2f đi. Ok, phần trăm cái tích là cái kết quả là a chia cho b đó, thì nó sẽ lấy a chia cho b lấy hai số đằng sau dấu phẩy. Các bạn nhớ cái cú pháp mà lấy số hai số đằng sau dấu phẩy nhé. Ví dụ như là 30 và 70 đó, thì chia nguyên 70 chia cho 30 nó bằng 2, nhưng mà chia lấy phần thập phân thì 70 chia 30 nó bằng 2.33. Ok, các bạn lấy vào submit đó. Các bạn thấy là Python rất là ngắn gọn, chỉ có 2-3 dòng thôi. Ok, nó sẽ accepted thôi. Ok, đã accepted nhé. Sang cái bài số 9, cho số nguyên dương cho số nguyên dương n có ít nhất 5 chữ số. Nhiệm vụ của bạn là xóa đi 3 chữ số cuối cùng của n và in ra những số còn lại. Ví dụ như cái số 1 2 3 4 5 ấy mà các bạn xóa đi 3 chữ số cuối thì nó chỉ còn 12 đúng không? Thì cái thằng này nó liên quan đến phép chia nguyên đấy, đúng không? Ví dụ như các bạn có cái số là số 17 ấy, mà các bạn chia nguyên cho 10 ấy, là nó mất đi chữ số 7 đấy. Bởi vì 17 chia nguyên cho 10 bằng 1 mà. Thế thì các bạn có cái số là 1 2 3 4 5 này mà các bạn muốn mất đi 3 cái số này thì các bạn chia nguyên cho mình cho 1000. Đó. Thì có phải 12345 mà chia nguyên cho 1000 thì nó bằng 12 không? Dư 345 thì nó vứt đi, bởi vì nó không quan tâm đến phần thập phân mà. Nên trong bài này ấy, các bạn muốn xóa đi 3 cái chữ số cuối cùng của nó, thực ra là nói là xóa thôi để nó gây nguy hiểm thôi. Ok. Thực ra là các bạn lấy thằng này các bạn chia nguyên cho 1000 là nó ra thôi nhá. Ok. Các bạn muốn mất đi một chữ số đằng hàng đơn vị ấy, thì các bạn chia nguyên cho 10. Mất đi hai chữ số hàng đơn vị thì các bạn chia nguyên cho 100. Còn nếu mà các bạn muốn mất đi 3 chữ số hàng cuối cùng ấy, đơn vị chục trăm như này ấy, thì bạn chia cho mình với 1000. Thế các bạn nhập cho mình thằng n như thế này, n bằng int của input, sau đó các bạn chỉ cần in ra cho mình đấy là gì, n chia nguyên cho 1000 đó, như thế này thôi, ví dụ nhé. Đấy, nhưng mà mình nhập 3 số cuối là 999 đi đó, thì các bạn chia nguyên cho 1000 phát là nó mất đi 3 số 9 này. Ok, các bạn chia nguyên cho 100 thì nó chỉ mất 2 số thôi đó. Ok, các bạn nộp bài số 9. Rồi, ok, nó accepted thôi các bạn. Rồi, mình sẽ sang cái bài số 10 là bài cuối cùng ở trong cái contest làm quen với HackerRank này. Phép chia dư. Khi bạn chia dư một số nguyên n cho một số nguyên n thì số dư của phép chia sẽ chạy từ 0 đến n-1, cho bạn nào không nhớ nhé. Đấy là khi mà các bạn chia dư cho một số ấy, ví dụ như các bạn lấy n mà các bạn chia dư cho số 20 ấy, thì cái phép chia dư này cái kết quả của phép chia dư này nó sẽ là các cái số từ 0 cho tới 19 nhá. Đó, nó không thể là 20 được đúng không? Bởi vì chia dư 20 thì nó cũng chính là chia dư 0. Nên các bạn nhớ cho mình ấy, đấy là khi mà các bạn chia dư cho một số là n ấy, thì cái số dư của phép chia đó nó sẽ là các cái số từ 0 cho tới n-1. Ok. Bây giờ nó yêu cầu các bạn này. Bạn được yêu cầu nhập các cái số là a và b, sau đó tìm phép dư khi chia cho a cho b. Thế quá dễ thì cần gì đúng không? Được chưa? Đó, dòng duy nhất chứa hai số nguyên a và b, giữa a và b có chứa 5 dấu cách, cái này không cần quan tâm nhé, trong Python các bạn không cần quan tâm. Đó. Thế thì nó chỉ yêu cầu các bạn nhập a và b, sau đó in ra a phần trăm b thôi. A b bằng map int input.split, bởi vì cái thằng input.split này nó sẽ bỏ qua tất cả mọi dấu cách mà, sau đó các bạn chỉ cần in ra cho mình đấy là a phần trăm b là được. Ví dụ như 100 và 37 đi. Đó. Thì dư 26. Ok, các bạn lấy và submit. Đó. Thế thì cái contest số 1 này nó có 10 bài, thì thực ra ấy, cái contest này nó rất là dễ bởi vì các bạn làm quen mà, đúng không? Chưa có bài nào nó gọi là khó cả. Cái mục đích của cái contest này là làm gì? Để làm sao các bạn hiểu được rằng là cái input nó chính là cái mình nhập từ bàn phím và cái output là cái mà mình in ra màn hình. Và làm sao nhỉ? Làm sao để mà mình quen với cái việc là không in thừa, không in thiếu và phải đảm bảo cái những cái yêu cầu của đầu bài, đúng không? Đó. Thì mục đích của đầu bài này là như thế, được không nhỉ? Ok. Thế thì từ trong contest sau thì bài tập bắt đầu nó sẽ khó dần lên, và cứ càng học về sau thì bài tập nó sẽ càng khó hơn. Nhưng mà ở giai đoạn đầu mình không muốn đưa các bạn vào những bài tập khó luôn, cũng phải từ từ. Ok.